Mật ong bạc hà ngâm cùng với quýt rừng rất tốt cho việc trị ho, hôm nay cùng Ola khám phá nha. Hiện giờ trên tụi mình đang là mùa của mật ong bạc hà. Những cây hoa bạc hà ở khắp cao nguyên núi đá đã bắt đầu nở rộ. Mùa này cũng là mùa người người nhà nhà người đồng bào tụi mình trên cao nguyên núi đá Hà Giang bắt đầu thu hoạch mật ong bạc hà rồi. Những giọt mật thơm ngọt thanh mát rất tốt cho sức khỏe. Và mùa này thì ở trên tụi mình cũng là mùa của quả quýt rừng nữa. Ở đây không biết mọi người đã được ăn quả quýt rừng bao giờ chưa? Những cây quýt này thì được mọc dại ở trên những cánh rừng già. Năm nào có quả thì rất là sai. Hôm nay hai chị em nhà Ola lại đi vào rừng để hái quýt về làm quà tặng cho các anh chị khi mua mật ong bạc hà nha. Anh chị cứ mua từ 1 lít mật ong bạc hà thì Ola sẽ tặng nửa cân quả quýt rừng này về ngâm nha. Quả quýt rừng thì vỏ khá là dày và cũng không mọng nước lắm, nên là cứ vào mỗi năm có quả quýt rừng như thế này thì mình thường xuyên lấy về để ngâm cùng với mật ong để trị ho cho cả nhà. Quả quýt rừng mang từ trên rừng về thì nó cũng đã rất là sạch rồi, nên là mình mang về chỉ việc rửa sạch cho hết bụi thôi. Sau đó là sẽ cho vào trong hũ thủy tinh, rồi Ola sẽ rót những giọt mật ngọt sánh thơm thanh mát của mật ong bạc hà để ngâm cùng với quýt rừng. Bình thường là cứ ngâm như vậy trong vòng 1 tuần là có thể sử dụng được rồi nha mọi người. Hũ này là Ola đã ngâm từ mùa quýt vụ năm ngoái rồi. Mà bạn Ri của nhà mình thì lúc nào cũng rất là thích mật ong ngâm quýt rừng này, nên là bạn rất là ít khi bị ho, gần như là không có bị ho bao giờ luôn á. Mà cái món mật ong ngâm quýt rừng này thì rất là dễ uống, nên là mấy đứa cháu của nhà Ola cũng rất là thích luôn. Mà chị ho thì lại cực kỳ tốt. Mật ong có ngon không Ri? Ngon. Trong video này Ola sẽ chia ăn 50 suất nửa cân quả quýt rừng cho các anh chị khi mua từ 1 lít mật ong bạc hà trở lên, để về các anh chị ngâm mật ong cùng với quýt rừng để trị ho cho các bé. Các anh chị nhớ ring luôn nha.